cháy công ty hóa chất tại Bình Dương, đứng xa 5 km vẫn nhìn thấy đám cháy. Đặc sản mùa nước lũ mang lại nguồn thu khấm khá cho người dân đầu nguồn. Khởi tố cô giáo mầm non hành hạ bé gái chỉ vì bị ói sổ uống sữa. Tạm giữ hình sự nhóm bảo kê thu mua sầu riêng. Nhậu rồi đâm trọng thương người khác, hai anh em ruột lãnh án. Câu chuyện độc đáo hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến Quảng Ngãi để thăm mô hình dê bách thảo mang lại sức sống mới cho vùng khó khăn. Kính chào quý vị khán giả của bản tin 18 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay, thứ Bảy ngày 4 tháng 8 năm 2018. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Nhật Khánh của bản tin 18 giờ. Trong chiều muộn 3 tháng 8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại công ty hóa chất ở khu phố Bình Thuận, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến nhiều người hốt hoảng. Vào thời điểm trên, người dân xung quanh nghe thấy tiếng nổ lớn tại nhà xưởng của công ty, sau đó khói bốc lên nghi ngút. Công nhân cùng bảo vệ của công ty đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng, cột khói bốc cao hàng chục mét, đứng xa khoảng 5 km vẫn có thể nhìn thấy đám cháy. Nhà xưởng rộng khoảng 500 mét vuông, mái tôn bị đổ sụp. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do công ty hóa chất nằm trong hẻm nhỏ nên lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn khi dập lửa. Các xe chữa cháy cỡ lớn không thể tiếp cận gần hiện trường. Đến 19 giờ cùng ngày, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra làm rõ. Khi con nước tháng 6 âm lịch đổ về, người dân vùng đầu nguồn lũ miền Tây lại vào mùa khai thác đặc sản mùa nước nổi. Thời điểm này, tại các chợ ở miền Tây, bà con bày bán đủ các loại sản vật mà mùa lũ ban tặng. Bông điên điển, bông súng là những món sản vật bình dị, dân dã, không lẫn vào đâu của vùng sông nước miền Tây mỗi mùa lũ về. Trong đó, bông điên điển có hương vị đặc trưng và trở thành món khoái khẩu của người dân Nam Bộ. Dọc theo các chợ đầu nguồn, nhiều loại cá đặc trưng của mùa nước nổi cũng được bày bán, người tiêu dùng tha hồ lựa chọn. Có đợt tôi bẻ 25kg, 27kg là tôi thức mới 2 giờ tôi thức, hai chồng, thêm hai đứa con nữa, phải thức khuya. Sáng 7 giờ, 6 giờ thì giá khác, còn 9 giờ thì giá khác. Thêm tế thì sống hàng ngày khỏe ra, ngày nào cũng kiếm trong ngoài vài trăm, hổm tôi bẻ là hôm đầu đó là nguyễn tơ đó, bữa 600, 500, 700 cũng có. Năm nay nước thượng nguồn đổ về sớm và lớn, hoạt động đánh bắt thủy sản khu vực đầu nguồn nhộn nhịp hơn, kéo theo việc sản xuất tại các làng nghề ngư cụ mùa nước nổi cũng không kém phần sôi động. Làng nghề Đan Lợp của thị xã Hồng Ngự có trên 300 lao động, mỗi mùa lũ trung bình mỗi hộ làm ra khoảng 1.000 cái lợp, trừ chi phí người sản xuất có lãi từ 10.000 đến 15.000 đồng cho một cái. Tỉnh Khánh Hòa vừa mở rộng đoạn cua ngoặt được đánh giá là nguy hiểm nhất trên ngọn đèo Khánh Lê, nằm trên tuyến quốc lộ 27C từ Nha Trang đi Đà Lạt nhằm hạn chế tai nạn. Khúc cua ngoặt nguy hiểm tại km 44 600 là nơi thường xảy ra tai nạn chết người do một bên là vách núi đá, một bên là vực sâu thẳng đứng. Hiện cua ngoặt này đã được mở rộng hơn, có chiều dài trên 200m, ôm toàn bộ đoạn đường cong tay áo. Riêng về phía vực, đã được sắp xếp hàng ngàn tảng đá lớn tạo thành một bức tường đá ôm theo đoạn cua, đề phòng xe rơi xuống vực. Được biết, thời gian tới, ngành chức năng hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng sẽ tiếp tục mở rộng nhiều đoạn cua ngoặt khác còn lại, cũng như gia cố thêm các đoạn đường bị sạt lở đá trong các mùa mưa bão trên ngọn đèo này. Công viên văn hóa Đầm Sen tại thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt khu giáo dục trải nghiệm sáng tạo Poki Đầm Sen dành cho trẻ em và thanh thiếu niên trải nghiệm sáng tạo. Đến đây, các em và phụ huynh sẽ cùng thực hành trải nghiệm các hoạt động khám phá khoa học, sáng tạo và nghệ thuật với 6 khu gồm xưởng mộc sáng tạo, studio hộp đen, phòng khám phá khoa học, khu tương tác công nghệ, viện thiết kế mỹ thuật và trung tâm tư duy. Những hoạt động diễn ra trong các không gian trải nghiệm này đều được thiết kế tích hợp với giáo dục STEAM, phương pháp học, trải nghiệm và phát triển năng lực. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Hồng Phúc, 26 tuổi, để điều tra hành vi hành hạ người khác. Đây chính là cô giáo của cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một bé gái 5 tuổi bị cô giáo đánh đến mức khuôn mặt bị sưng tấy, khiến bé khiếp sợ.
Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ việc xảy ra vào ngày 25 tháng 7 năm 2018 tại cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao Vàng. Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng ghi nhận người dùng tay kẹp cổ và tát liên tiếp vào mặt bé gái nói trên là cô Trần Thị Hồng Phúc. Theo giải trình của cô Phúc, sau khi cho uống sữa, bé gái đã bị ói, không kiềm chế được nên cô này đã đánh liên tiếp vào mặt bé. Sáng nay, Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một nhân viên cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã tử vong trong tư thế treo cổ tại cơ quan. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Hân, 42 tuổi, ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Ông Hân hiện là nhân viên đài dẫn đường sân bay của cảng hàng không nói trên. Trước đó, trưa ngày 3 tháng 8, vợ của ông Hân đã gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng không thấy ông nghe máy. Ngay sau đó, vợ của ông cùng người con út đến cơ quan tìm và mang cơm trưa đến cho chồng, thì tá hỏa phát hiện ông Hân đã tử vong trong tư thế treo cổ ở trước cửa nhà tắm nơi ông làm việc. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Buôn Ma Thuột cùng các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Hân. Hiện thi thể ông Hân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Hôm qua ngày 3 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo về tội chống người thi hành công vụ. Trong vụ án này, cả 4 bị cáo là anh em ruột, gồm Huỳnh Văn Lượm, 53 tuổi, Huỳnh Thanh Sơn, 47 tuổi, Huỳnh Ngô Thanh Tuyến, 41 tuổi và Huỳnh Ngô Nhật Trường, 33 tuổi. Theo hồ sơ vụ việc, ngày 7 tháng 3, tại hộ ông Huỳnh Văn Ca, 77 tuổi, ngụ xã Bình Nhi, huyện Gò Công Tây, tổ chức tiệc sinh nhật cho cháu nội và hát karaoke. Khoảng 12 giờ 25 phút cùng ngày, tổ kiểm tra liên ngành của xã Bình Nhi đến đo, kiểm tra xử lý tiếng ồn theo quy định. Trong lúc tổ công tác đang làm nhiệm vụ, thì các bị cáo nói trên có lời lẽ xúc phạm, cản trở và dùng gạch đuổi đánh, làm bị thương cán bộ văn hóa thông tin xã và hai công an viên. Sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Bình Nhi báo cáo đến Công an huyện Gò Công Tây lập hồ sơ xử lý. Khi lực lượng công an đến hiện trường, các con của ông Ca tiếp tục chửi bới, chống đối, buộc công an phải sử dụng nghiệp vụ để khống chế. Tòa tuyên phạt bị cáo Tuyến và Trường mỗi bị cáo 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Bị cáo Lượm, Sơn mỗi bị cáo 6 tháng cải tạo không giam giữ. Sáng nay ngày 4 tháng 8, Công an huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 người cùng trú tại xã Eta, huyện Chư Mờ Ga để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. 5 người bị tạm giữ hình sự gồm Lý Ngọc Giào, 25 tuổi, Trần Thanh Hùng, 27 tuổi, Triệu Quý Năm, 21 tuổi, Y Váp Nie, 27 tuổi và Y Dết Cờ Đo, 27 tuổi. Trước đó, khoảng đầu tháng 7 năm 2018, 5 thanh niên nói trên được một người tên Thuận, 27 tuổi ở cùng xã, yêu cầu nếu phát hiện những người lạ đến thu mua sầu riêng trên địa bàn xã Ea Ta và Ea Quế thì tìm cách gây khó dễ, thu tiền ra vào địa bàn hoặc buộc họ phải bán sầu riêng lại cho Thuận. Nếu thực hiện được, Thuận sẽ cho tiền ăn nhậu và cả nhóm đồng ý. Đến chiều ngày 23 tháng 7, cả nhóm điều khiển xe mô tô đến khu vực thôn Thác Đá, xã Ea Quế thì phát hiện có một số thương lái vào thu mua sầu riêng. Nhóm của Giào dùng dao mã tấu chặn lại đe dọa. Tại đây, Giào tuyên bố muốn vào địa bàn thu mua sầu riêng phải chi tiền hoa hồng cho chúng với giá 1.500 đồng một ký. Với thủ đoạn đó, trong hai ngày 23 và 25 tháng 7, nhóm này đã cưỡng đoạt của các thương lái với số tiền 700.000 đồng. Hiện Công an huyện Chư Mờ Ga đang cho mời người tên Thuận, được cho là chủ vựa thu mua sầu riêng, đến làm việc và mở rộng điều tra vụ án. Ngày 3 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Nguyễn Huyền Anh, 36 tuổi và anh ruột Nguyễn Bình Chánh, 39 tuổi, trú tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 13 tháng 11 năm 2017, Chánh cùng Huyền Anh sau khi tổ chức ăn nhậu đã chở nhau đi tìm Lê Thành Lợi vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai trước đó. Tại nhà nạn nhân, Huyền Anh dùng dao đâm trúng vùng thái dương của Lợi, làm gãy phần lưỡi dao dính trong đầu. Huyền Anh ném bỏ cán dao lại hiện trường rồi chạy ra ngoài lấy xe chở Chánh về nhà. Cùng ngày, Huyền Anh đến công an xã đầu thú, sau đó Huyền Anh và Chánh bị khởi tố điều tra, còn Lợi thì được kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 24 tháng 11 năm 2017, Lợi xuất viện với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 26%. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huyền Anh 9 năm tù, Nguyễn Bình Chánh 7 năm tù cùng về tội giết người, đồng thời buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền trên 66 triệu đồng cho người bị hại. Dê Bách Thảo, loại dê được lai giống giữa dê Alpine, dê British Alpine của Pháp với dê Ấn Độ. Đây là giống dê to con, lông đen, tai cụp. Những đàn dê Bách Thảo đang mang thêm sức sống cho một số vùng đất còn khó khăn ở Quảng Ngãi.
được trạm khuyến nông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 3 con dê cái sinh sản và 1 con dê đực. Ông Lê Quốc Việt, xã Tịnh Bình đầu tư thêm 2 con dê cái. Với 5 con dê lai bách thảo sinh sản, mỗi năm dê cái sinh sản 2 lứa, mỗi lứa 2 dê con và dê nuôi được 4 tháng là xuất chuồng, giá cả ổn định, đầu ra thuận lợi nên ông cũng có thu nhập cao. Sau khi về là nó mọc đến hơi thoáng là nó chịu được, thì nó đẻ ra là được nam con, nó đẻ được 10 con là một con trọng lượng của nó là 3 kg. Rồi hiện ra là dê con nó lớn lên là 25 kg đến 30 kg. Năm 2017, ông Võ Văn Công, xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh nuôi 6 con dê lai sinh sản bách thảo. Qua hơn 1 năm chăm sóc, hiện nay đàn dê của ông đã sinh sản 12 con. Loài dê này to hơn dê cỏ, năng suất sữa và thịt cao hơn nên đang được nhiều hộ nông dân như ông Công chọn nuôi. Thức ăn nói, nhưng mà ăn là có hình như là có cái lạ là lá dúi, lá mít rồi cho họ như có cái lạ cỏ. Nói chung là rất là an thuộc. Còn cái hiệu quả nó cho mình, nếu tính ra cho họ như một năm là nó đã sinh sản ra, nếu mà dê tốt này kia là một năm nó phải được là 2 lứa, do là nó chứa là tầm cả 3 tháng trở lên, 4 tháng trở lại là đã cho mình 1 lứa. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm từ năm 2017, trạm khuyến nông huyện Sơn Tịnh đã triển khai cho các xã có nhiều vùng đồi thực hiện mô hình chăn nuôi dê lai bách thảo sinh sản. Mô hình gồm 6 hộ ở 3 xã Tịnh Bình, Tịnh Giang, Tịnh Trà tham gia với 36 con dê. Trong đó nhà nước hỗ trợ 24 con, còn lại nhân dân đầu tư. Hiện nay, địa phương này đang tập trung phát triển mô hình nuôi dê bách thảo thử nghiệm. Khi đánh giá, xác định đàn dê bách thảo mang lại thành công, địa phương sẽ đưa dê bách thảo trở thành sản phẩm đặc trưng theo mô hình mỗi xã một sản phẩm. Đến nay thì gồm đàn dê chúng rồi đã sinh sản tương đối tốt. Trong quá trình thực hiện thì trọng hướng dẫn thì đối với già này chúng ta là chuyển đổi các cái con dê đực cho các cái hộ để mà thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trực tiếp á, nó thụ tinh chéo, cho nên cuối cùng ra là để đàn dê sinh sản nó khỏi dịch bệnh. Cái thứ hai thì cuối cùng chăm sóc đàn dê theo quy trình kỹ thuật, thứ nhất là ăn uống, nông dân chúng ta thì cuối cùng thực hiện theo cái quy trình, cho nên chuyển đổi từ có cái lá, không phải một lá mà nhiều lá nữa, thì con dê mới ổn định, nó sạch bệnh. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình chăn dê bách thảo sinh sản sẽ góp phần thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân. Đàn dê bách thảo được kỳ vọng mang lại thêm những chiếc cần câu và giúp sinh kế của người dân ở những vùng khó khăn tại Quảng Ngãi được tốt hơn. Thưa quý vị, với những kết quả đã đạt được trong quá trình thử nghiệm, thì dê bách thảo đang hướng đến mục tiêu trở thành sản phẩm đặc trưng theo mô hình mỗi xã một sản phẩm mà trạm khuyến nông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Bản tin 18 giờ do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty Nam Thành Media thực hiện. Nguồn tin do báo Tuổi Trẻ cung cấp. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai vào lúc 18 giờ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thân ái chào tạm biệt.